Chào mừng các em học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Chuyên Nho Mô. Cô là cô Nguyễn Thị Nhi, rất vui được gặp lại các em trong buổi học online ngày hôm nay. Bắt đầu bài học mới, các em ghi cho cô tiết 89 chiếu dời đô của Lý Công Uẩn. Và để biết thêm Lý Công Uẩn là người như thế nào, bài chiếu dời đô có nội dung ra sao, đặc sắc nghệ thuật như thế nào, thì các em hãy dở sách giáo khoa trang 48, 49, 50 đọc trước ngữ liệu cho cô. Chúng ta vào phần 1 La Mã tìm hiểu chung. Một nhỏ, tác giả, các em hãy dở sách giáo khoa trang 50 phần chú thích và cho cô biết Lý Công Uẩn sinh năm bao nhiêu, mất năm bao nhiêu, quê ở đâu và là người như thế nào. Các em hãy gạch chân dưới cái phần mà mấy em cho là cái đáp án cho câu hỏi của cô và hãy đối chiếu xem các em có trùng khớp với cô không nhé. Lý Công Uẩn sinh năm 974. Mất năm 1028, tức Lý Thái Tổ, quê ở Bắc Ninh. Ông là người thông minh, nhân ái và là người đã sáng lập ra triều đại nhà Lý. Đây là bức tượng đồng của Lý Công Uẩn đặt ở Hà Nội. Đây là một số cái tượng mà người dân đã điêu khắc Lý Công Uẩn. Cái bức tượng Lý Công Uẩn đang ngồi là một cái tượng dân gian được đặt ở đền Đô mấy em. Và để biết đền Đô là cái nơi như thế nào thì một lát nữa cô sẽ giới thiệu với các em về đền Đô. Theo nhiều sách sử để lại thì người ta cho biết rằng khi mới 20 tuổi, Lý Công Uẩn đã được đưa vào triều để làm một cái chức quan võ và chức quan này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn. Nhưng vốn dĩ là một người rất là thông minh, có sức khỏe cường tráng và có một cái ý chí lớn lao. Cho nên từ khi vào làm quan ở trong triều thì Lý Công Uẩn đã lập được rất là nhiều chiến công và có được cái sự tin cậy trong triều đình. Về sau Lý Công Uẩn làm đến cái chức tả thân vệ, điện tiền chỉ huy sứ và trở thành trụ cột của nhà Lê, một cái chức quan rất là lớn. Một cái chức quan khá là lớn, vì vậy ngay sau khi mà vua Lê Long Đỉnh, tức ông Lê Ngoại Triều, ổng mất, thì mọi triều thần mà cái người đứng đầu chủ sướng là quan tri hậu Đào Cam Mộc đã nhận thấy được Lý Công Uẩn là một cái người khoan hòa nhân thứ và được lòng muôn dân, nên đã tôn ông lên làm vua. Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Thuận Thiên. Triều Lý được thành lập và cái cuộc chuyển giao cái triều đại từ họ Lê sang họ Lý đã diễn ra một cách hòa bình và im thấm. Người ta thấy được là trong tất cả những cái cuộc chuyển giao quyền lực trong lịch sử loài người thường xảy ra đẫm máu em. Nhưng với cái cuộc chuyển giao này thì lại được ghi nhận một cách hòa bình và im thấm. Điều này chứng tỏ được cái đức cao vọng trọng của Lý Công Uẩn và cái đức độ, cái sự thu phục lòng dân của ông vô cùng to lớn, cho nên mới có thể diễn ra một cách im thấm như thế. Chứ khi chúng ta xem phim lịch sử Trung Quốc hoặc ngay cả trong lịch sử Việt Nam, trong những cái triều đại khác, thường là sự tranh giành rồi tranh quyền đoạt lợi, giết hại lẫn nhau, máu chảy thành sông, gió tanh mưa máu. Việc đó là diễn ra hết sức rất bình thường.
Nhưng riêng với cái cuộc chuyển giao này thì không đổ máu. Hai nhỏ tác phẩm Hoàn cảnh ra đời của bà Chiếu là năm 1010, Lý Công Uẩn đã viết bài Chiếu để tỏ ý muốn dời đô từ Hoa Lư ra Đại La của mình cho triều thần và thần dân được biết. Thể loại của cái loại văn này người ta gọi nó là chiếu, và chiếu là gì thì trong sách giáo khoa cũng đã để khá rõ ràng. Chiếu là một cái loại văn mà do vua dùng để ban bố mệnh lệnh. Nội dung của nó thường thể hiện tư tưởng chính trị lớn lao có ảnh hưởng đến thời đại, hoặc có thể chỉ là một cái ý định của nhà vua, một cái ý muốn nào đó của nhà vua thôi. Tiếp đến, hình thức của nó thường được viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc là văn biền ngẫu. Và khi nhận chiếu thì người ta thường quỳ mọp xuống và để nghe tuyên đọc. Chỉ có cái người đứng thay vua đọc chiếu thì được đứng, và những cái người mà lãnh chiếu thì phải là đưa hai tay lên khỏi đầu và nhận một cách cung kính. Đây là hình ảnh minh họa để mấy em thấy được cái việc mà nhà vua ban chiếu là như thế nào. Chúng ta qua hai La Mã đọc hiểu văn bản. Các em hãy cùng cô đọc cái phần văn bản này nha, nó cũng khá ngắn chứ không có dài. Chiếu dời đô. Xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh 5 lần dời đô. Nhà Chu đến vua Thành Vương cũng 3 lần dời đô. Đâu phải các vua thời Tam Đại theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời. Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu, trên vân mệnh chờ, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Thế mà đến hai nhà Đinh Lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ của Thương Chu, cứ đóng yên đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tốn, muôn vật không được thích nghi, chậm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi. Huống chi thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, đã đúng ngôi Đông Bắc Nam Tây, lại tiện hướng nhìn sông giữa núi, địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng, dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp nước Đại Việt ta, chẳng chỉ nơi này là thắng địa, thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương trời đất, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời, chẳng muốn dựa vào sự thuận tiện của đất ấy mà định chỗ ở, các khanh nghĩ thế nào? Lý Công Uẩn. Em thấy sau khi đọc xong văn bản thì cô muốn hỏi các phương thức biểu đạt của cái văn bản này là gì. Các em đã học 6 phương thức rồi: tự sự, biểu cảm, miêu tả, nghị luận, thuyết minh và văn bản hành chính. Thì cái văn bản này nó thuộc phương thức biểu đạt nào? Vâng, đó chính là nghị luận. Tiếp đến là bố cục của cái bài văn này. Người ta chia làm 3 phần, tuy nhiên chỉ có 2 luận điểm lớn và một cái kết luận thôi. Cái phần 1, từ cái phần đầu cho đến không thể không dời đô. Phần đó này nêu lên cái lý do cần phải dời đô. Phần 2 là tiếp, từ cái phần 1 cho đến của đế vương muôn đời. Phần này nêu lên cái lý do chọn
Thành Đại La là cái nơi đóng đô mới. Và phần cuối cùng là khẳng định lại cái quyết tâm dời đô của nhà vua. Rồi, chúng ta sẽ qua ba nhỏ là nội dung. A nhỏ là lý do dời đô. Lý Công Uẩn đã viện dẫn cái lịch sử Trung Quốc từ rất lâu của các triều đại Trung Quốc trước, là nhà Thương 5 lần dời đô, nhà Chu 3 lần dời đô. Kết quả của cái việc dời đô ấy, họ đã đem lại cho đất nước họ một cái sự thịnh vượng. Kế tiếp là thực tế lịch sử nhà Đinh và nhà Lê. Nhà Đinh và nhà Lê của nước ta, hai nhà này không chịu dời đô, và cái điều không chịu dời đô đó chính là làm lại trái ý trời và ý dân. Kết quả triều đại không được bền lâu. Từ một cái lý do là phải dời đô và cái hậu quả của việc không dời đô, cho nên khẳng định cái việc mà dời đô là cái việc không thể không làm được. Lý Công Uẩn đã thực hiện cái việc này, thể hiện cái thái độ và cái quyết tâm của mình qua câu "Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi". Mấy em thấy ở đây cái câu tác giả đã sử dụng có cái thể phủ định của phủ định là không thể không. Có nghĩa là sao? Là phải, nhất định là phải dời đô. Ông thể hiện cái thái độ quyết tâm của mình là không thể không dời đổi. Có nghĩa là phải dời đổi, nhất định phải dời đổi. Và dời đổi đi chỗ nào mới là quan trọng. Vì chúng ta sẽ qua cái phần B, đó là lý do chọn Đại La làm cái nơi đóng đô mới nhé. Về nguyên nhân tại sao lại chọn Đại La là nơi đóng đô mới thì các em thấy ở đây Lý Công Uẩn cũng đưa ra là huống gì Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương. Mấy em biết Cao Vương là ai không? Nhìn cái phần chú thích sách giáo khoa phần số 9 trang 50 thì mình biết Cao Vương tức là Cao Biền, viên quan nhà Đường, tức làm đô hộ xứ Giao Châu. Nước ta ngày xưa từ năm 1864 đến năm 1875. Thì về mặt lịch sử, thì Thành Đại La là cái nơi ngày xưa mà Cao Vương đóng đô. Về mặt địa lý, thì đây là một cái nơi là trung tâm của trời đất, được cái thế hồng rồng cuộn hổ ngồi, đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây. Lại tiện hướng giữa sông, nhìn sông tựa núi. Đó. Rồi còn tiếp nữa là ở đây địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng, vạn vật thì phong phú tốt tươi, dân thì không phải chịu cảnh ngập lụt. Về văn hóa thì đây là cái nơi trung tâm của đất trời, cái nơi mà chốn hội tụ trọng yếu, là một cái mảnh đất thịnh vượng, là cái nơi mà đầu mối giao thương. Tất cả những cái yếu tố đó đã quyết định Đại La là một cái nơi hội tụ đủ hết mọi cái điều kiện để trở thành một cái kinh đô mới cho triều nhà Lý. Bây giờ cô sẽ sơ đồ hóa lại cái nguyên nhân mà tại sao lại chọn Đại La là nơi đóng đô mới. Các em nhìn đi, về lịch sử, địa lý, văn hóa thì Đại La hội đủ điều kiện của một cái kinh đô mới. Đại La về lịch sử là cái nơi mà Cao Vương ngày xưa đã đóng đô. Về địa lý thì Đại La là trung tâm của trời đất. Về văn hóa thì ở đây là nơi giao thương hội tụ của tất cả những cái nền văn hóa, cái sự giao lưu của nước ngoài đối với ta. Vì vậy Đại La xứng đáng là một kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.
Lý Công Uẩn không chỉ là một danh tướng mà ông còn là một người rất giỏi về văn chương. Vì vậy, những cái lập luận mà bố cục Lý Công Uẩn đưa ra trong bài chiếu là hết sức chặt chẽ và thuyết phục. Mấy em coi, đây là bố cục lập luận của bài chiếu để thuyết phục được triều thần và nhân dân nghe theo lời mình. Một cách trọn vẹn nhất, ông đã đưa ra những cái lập luận như thế này. Đầu tiên là lý do dời đô, tại sao lại phải chọn Đại La là nơi đóng đô? Và cuối cùng, ông khẳng định lại cái quyết tâm dời đô của mình. Đây, lý do dời đô, chọn Đại La là nơi định đô, chính là hai cái luận điểm lớn và cái kết luận là phải dời đô về Đại La. Khẳng định quyết tâm dời đô mấy em. Lý do dời đô. Dời đô là một cái điều đã từng xảy ra trong lịch sử của rất là nhiều triều đại, và cái việc dời đô nó lại đem đến cho đất nước một cái sự phát triển phồn thịnh. Và cái lý do dời đô nữa là cái việc mà đóng đô ở một chỗ làm cho cái triều đại và cái đất nước nó bị suy tàn như là nhà Đinh và nhà Lê, đó là hai cái minh chứng rõ nhất. Vì vậy, nhất thiết phải dời đô. Cái tại sao lại chọn Đại La là dời đô, là nơi dời đô? Đại La từng là kinh đô cũ của Cao Vương, và Đại La có rất là nhiều lợi thế về lịch sử, địa lý, văn hóa, vân vân. Vì vậy, Đại La là nơi tốt nhất để định đô. Cuối cùng, câu cuối là một câu mà cô đánh giá vô cùng cao, và cái sự thông minh của ông đó chính là ông không dùng một câu mệnh lệnh mà là dùng một cái câu hỏi: các anh nghĩ thế nào? Ông mong được sự chấp nhận đồng thuận của tất cả mọi người. Đó là một cái sự gần gũi và tạo cho cái người nghe, người ta cảm giác là không bị ra lệnh, mà cái việc mà dời đô của Lý Công Uẩn đưa ra là cái việc cần làm dễ thuyết phục cái người nghe hơn là một câu mệnh lệnh. Rồi, các em qua hai nhỏ là phần nghệ thuật về giọng văn của tác giả. Mình thấy là giọng văn trang trọng thể hiện được cái sự suy nghĩ, tình cảm sâu sắc mà tác giả đề ra với một cái vấn đề hết sức là quan trọng của đất nước. Ông chọn cái ngôn ngữ mang tính chất tâm tình đối thoại. Tuy là thể chiếu, nhưng mà chiếu dời đô lại không sử dụng hình thức mệnh lệnh. Những cái câu cầu khiến mà thường là những cái câu trần thuật, và sau đó là cô đánh giá cao nhất là cái câu cuối cùng. Ông dùng một cái câu hỏi để thuyết phục người nghe, người đọc, cái sự tiếp nhận của họ nó dễ dàng hơn, suy nghĩ hành động một cách tự nguyện hơn, chứ không phải là một câu cầu khiến. Về mặt ý nghĩa của cái văn bản này, nó có một cái ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn mấy em. Nó là một cái sự kiện dời đô về Thăng Long của Lý Công Uẩn, nhận thức được vị thế và sự phát triển của đất nước. Vì vậy, cái việc mà dời đô của Lý Công Uẩn là một việc làm vô cùng sáng suốt. Cô còn nhớ cách đây khoảng 10 năm, là năm 2010, ở Hà Nội người ta đã tổ chức một cái ngày hội để mừng Hà Nội 1000 năm Thăng Long Hà Nội đó em. Cái buổi lễ này tiêu tốn khá là nhiều tiền của Việt Nam, tuy nhiên nó cũng là một cái mốc lịch sử đáng nhớ để mình ghi nhận cái công lao lớn của tiền nhân đi trước. Rồi, bài học đến đây là kết thúc. Mấy em ghi cho cô 35 mã tổng kết phần ghi nhớ sách giáo khoa, hãy đọc sách giáo khoa giúp cô nhé. Như đã hứa thì cô sẽ cho mấy em xem một số hình ảnh về cố đô Hoa Lư cũng như là đền đô. Đây chính là cố đô Hoa Lư ở Ninh Bình mấy em. Cảnh sắc ở đây cũng rất là tuyệt vời nếu như chúng ta có cái điều kiện để du lịch ở đây. Tiếp đến, đây là đền đô.
Đền Đô hay còn gọi là Đền Lý Bát Đế, Đền Cổ Pháp Điện, là một phần của các quần thể kiến trúc tín ngưỡng thờ tám vị vua đầu tiên của nhà Lý. Và hồi nãy cái bức tượng Lý Công Uẩn ngồi, cô nói là được đặt tại Đền Đô đó mấy em, là cái nơi mà thờ tám vị vua đầu tiên của nhà Lý. Và Đền Đô được công nhận là khu di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia từ ngày 25 tháng 1 năm 1991 đến năm 2014, thì nơi đây cùng với cái khu lăng mộ của các vị vua nhà Lý được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Đền Đô thì được đặt ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở Ninh Bình? Đố mấy em á. Hay là ở một tỉnh nào khác nữa? Câu trả lời chính là được đặt ở Bắc Ninh. Mà đố mấy em, Bắc Ninh là quê của ai? Chính là quê của Lý Công Uẩn. Còn đây là cái tượng mà người ta chụp Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn ở Đền Đô mấy em. Cái tượng này là được gia công, được làm, được vẽ, nó đẹp hơn, nó không có cái mang cái tính chất dân gian bằng cái tượng mà đầu bài cô cho mấy em xem. Và sau đây là những điều cần nắm qua bài học hôm nay. Đầu tiên, mấy em phải thấy được khát vọng đất nước độc lập, khí phách tự cường của dân tộc mình. Thứ hai nữa, thấy được cái kết cấu chặt chẽ, lập luận thuyết phục kết hợp giữa lý lẽ và tình cảm của Lý Công Uẩn trong bài chiếu. Kế tiếp nữa là nắm được đặc điểm chức năng của thể chiếu vận dụng để làm văn nghị luận. Tiếp theo là các em chuẩn bị bài mới cho cô. Tiết 90, Hịch Tướng Sĩ. Các em chỉ cần đọc trước văn bản trong sách giáo khoa cho cô là được. Chúc các em học tốt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những cái buổi học tiếp theo. Bye bye.